Sở Khoa học và Công nghệ vừa được tổ chức nghiệm thu đề tài, xây dựng và triển khai thử nghiệm các mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương cho học sinh tỉnh Đồng Tháp. Đề tài hướng đến phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới tại địa phương. Đề tài được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Tháp. Nhóm nghiên cứu đề xuất 8 mô hình gồm tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng địa phương, tích hợp nội dung giáo dục địa phương với dạy học môn lịch sử và địa lý, tích hợp với hoạt động trải nghiệm, tích hợp với dạy học liên môn, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, áp dụng blended learning, tức học tập kết hợp, câu lạc bộ tìm hiểu địa phương và mô hình tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên. Hội đồng nhận định đề tài đáp ứng nhu cầu có giá trị khoa học thực tiễn, tuy nhiên cũng chỉ ra những điểm cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện. Đề tài được hội đồng thống nhất nghiệm thu với kết quả xếp loại khá.